Hôm nay hoa nở rộ mấy bạn, đủ thứ màu luôn, màu vàng, màu hồng, màu đỏ, màu mỡ gà. Đây mình quay đây một vòng cho mấy bạn coi. Ai có dù muốn bới bông cho xấu thì mấy bạn nhắn tin cho mình nha, Zalo, Facebook hay Messenger gì cũng được, gọi trực tiếp cũng được, mình chỉ nhổ rồi. Nó đầy vườn luôn mấy bạn. Ở đây hoa cúc đủ màu mấy bạn. Mè hoa đẹp nó nở đẹp. Mấy bạn thấy nó nở giống hoa mang thọ. Cái nào cái lấy đi, nó to ú lù luôn à. Thọ đẹp luôn. Mấy bạn cứ nhắn tin cho mình rồi mình nhổ về cho. Mình nhổ cho mình cắm trong nước nó tươi mấy ngày luôn nha. Không sở hiếu đâu nha. Nên mấy bạn thấy cái nào nó nở cũng giống cái bánh bông bánh bò, nó nở chung. Bữa nay trời cũng có nắng nên quay cái hình ảnh nó mờ mờ không có thấy rõ. Cầu với rằm tháng 6 thì nhanh tay đăng ký, mình sẽ hái hoa về mình tiếp tận nơi cho bà con. Don't rush, it's a little crush.